Một kiếm càng khôn quay xuống ngàn, nói rằng chỉ đó nói rằng than. Ở với lửa hương cho vẹn kiếp, thử xem sắc đã có bền gan. Càng khôn quay xuống ngàn, hỏi rằng chỉ đó nói rằng than. Ở với lửa hương cho vẹn kiếp, thử xem sắt đã có bền gan. Trần Khánh Dư nằm dài trên khoang thuyền, chân dắt chìm mũ, đưa tay lên vành mũ hé mắt nhìn. Chiếc thuyền nhỏ chất đầy những ụ than xuôi theo dòng sông đuống xanh màu ngọc bích. Sáng giờ chẳng bán được gì, bồn Khánh Dư đánh trống ầm ĩ. Ôi, ông bán than! Ôi, đắp thuyền vô đây giùm cái coi. Rồi rồi, chờ chút chờ chút. Trời đất ơi, than hôm nay sao xấu quắc vậy cha nội? Than vậy mà chê? Than xấu quắc mà bày đặt bắn mắt. Nè ông bạn, nước á thì cũng có nước lớn nước trầm, con người á thì cũng có lúc buồn lúc vui, giá cũng phải có lúc lên lúc xuống chứ. Bán than mà cũng lý sự dữ. Ủa rồi bây giờ có bớt không? Bớt bớt đi tôi mở hàng cho. Thôi được rồi, coi như mở hàng, tôi lấy dao gậy nghe. Rồi, chắc lên xe bò giùm tôi đi. Từ từ, cẩn thận. Ông để xích xích làm sao đi. Không, ba cái thang này á, nó làm đen con bò tôi. Ta nhìn ta tưởng con trâu à. Tôi giỡn á. Sau khi đếm đủ tiền, Khánh Dư bỏ từng đồng vào túi da đeo bên hông, rồi lững thững trở lại thuyền. Túi tiền kêu len keng nghe vui tai. Sau đó chàng ta lại chèo thuyền đi. Đột ngột, Khánh Dư nhăn mặt, vết thương trên lưng lại đau. Chàng chợt nhớ ra hôm nay có cái hẹn với một vị lang y. Giữa trưa thì đến Vân Đồn. Vân Đồn Sơn, tức Đoạn Sơn ở huyện Vân Đồn trong biển. Hai ngọn núi đứng đối nhau, một dải nước chảy thông ở giữa gọi là sông Mang. Tại đó đóng kè gỗ, dựng làm cửa biển, nhà dân dọc hai bên bờ. Thời Lý thuyền buôn các nước tụ tập nhiều ở đó. Vì là một lạch biển, sông Mang không có thượng nguồn và hạ du, không có chiều của dòng chảy. Còn nước lớn ròng tùy thuộc vào thủy triều lên xuống. Trên đất liền, nước từ chỗ cao chảy xuống chỗ thấp, chảy mãi thì thành sông, suối. Trên biển cũng có thủy triều, hải lưu. Sông Mang sinh ra, tồn tại để tự khẳng định mình. Dòng Mang chỉ vỏn vẹn dài độ chừng 3 cây số, để đi hết cái dòng xanh chỉ có 3 cây số ấy bằng tàu gỗ cũng mất chừng 2 tiếng. Đó là lúc thuận buồm xuôi gió, cũng quãng đường ấy mà chạy ngoài biển động có khi mất cả ngày. Mà nếu gặp gió mùa đông bắc nữa
thì không tài nào nhích lên được. Bắt đầu từ cửa đối, sông Mang uốn lượn làm duyên với núi non thành một dải, như thể thắt lưng xanh khổng lồ của cô gái làng Liễu Mai sơ ý bỏ quên trong một đêm trăng tình tự. Gọi là sơ ý thôi, chứ thật ra có tình ý trong đó cả. Chỉ tội cho chàng thôn dân quê bùa không biết đó là vật làm tinh mà giữ chặt vào lòng, để đến nỗi khăn rơi xuống biển hóa thành một dòng sông xanh mênh mang. Trước mắt Khánh Dư là cảnh tàu thuyền san sát tấp nập một vùng biển rộng, xung quanh là núi non lô nhô dương lên nền trời, chiếu xuống mặt nước phẳng lặng như gương. Có mấy lái buôn từ Quảng Châu tới đem theo những chuyến hàng nặng trĩu. Mỗi tháng Khánh Dư lại ghé tiệm thuốc của Triều Phục Hưng, gốc hoàng tộc Nam Tống chạy loạn trận Nhai Môn ở Vân Đồn, để chữa vết thương trên lưng. Vào đi. Trần Khánh Dư đẩy cửa bước vào nhà Triệu Phục Hưng. Ánh sáng chiếu vào căn nhà âm u. Căn nhà được dựng tạm bợ nhưng khá ấm áp, phần vì nhờ gia chủ cũng sạch sẽ, phần còn lại nhờ dĩ dầu đèn cháy bập bùng. Khắp phòng tỏa ra hương thơm nồng của thảo mộc. Sao, hôm nay tôi nghe nói lão bận rộn lắm phải không? Một người đàn ông trung niên với đôi mắt rất sáng ngẩng đầu nhìn lên. Lão mỉm cười. Đúng hẹn đây chàng trai. Triệu Phục Hưng lấy chày giả thuốc rồi tán vỏ, rắc vào siêu nước đang sôi sùng sục trên bếp. Sau đó ông lấy muỗng múc ra từng miếng thuốc dẻo và sánh như keo đặt trên thớt gỗ. Ông ép thành những miếng cao nhỏ rồi bảo Trần Khánh Dư. Nè, anh nằm xuống đi để tôi xem một cái. Trần Khánh Dư cởi áo ra, trên đó vẫn còn những vết lằn đỏ dài. Lưng anh còn đau nhiều không? Cũng thỉnh thoảng. Tôi thấy cũng bớt đỏ hơn lần trước rồi. Trừ mấy lúc phải vác mấy bao than thì nó ê ẩm kinh khủng. Tôi nghĩ đắp thêm vài lần nữa là nó lành lại thôi. Mà nè, anh chưa kể cho tôi nghe tại sao anh lại ra nông nổi vậy. Chuyện cũng không có gì. Mà thôi, ông chữa thì cứ chữa đi, đừng có hỏi nhiều. Lần trước tôi chỉ đắp thuốc cho anh đỡ đau thôi, nhưng tôi cần phải biết tại sao anh bị thương thì mới chữa dứt điểm được chứ. Nói nghe cũng khó tin, nhưng Khánh Dư tôi là Dương gia nhà Trần. Sau khi tặng cho tôi một trận đòn tưng bừng qua lá hè, họ đuổi cổ tôi đi. Ông thấy mấy vết này không? Nhà vua đã sai quân thánh vực nọc ra rồi đắp đó. Nếu không phải Dư này mình đồng da sắt, bây giờ thì mồ cũng xanh cỏ rồi. Triệu Phục Hưng cầm dĩa đèn lại gần, ghé mắt soi rõ từng vết một. Những vệt đỏ hằn trên lưng Khánh Dư đi rất đều. Mình đồng da sắt cái con khỉ. Nhà vua đánh anh còn nương tay đó. Đánh rất khéo, đầu gậy chút xuống, không phạm vào bất cứ chỗ hiểm nào, nhưng đủ để cho anh nhớ đời. Nhớ chứ sao không nhớ. Tôi nhớ tới chết luôn á. Nhưng mà nè, tôi nghĩ hoài không có ra, anh mắc cái tội gì đến mức phải bị đuổi ra khỏi hoàng gia vậy? Họ kết án tôi thông dâm với Thiên Thụy công chúa, con dâu của Hưng Đạo Dương. Nhưng mà chính Hưng Đạo Dương cũng có một tuổi trẻ lẫy lừng như vậy kia mà. Ông chui hẳn vô phòng công chúa để động phòng qua chút, trong khi sáng mai người ta rút dâu rồi. Hai sai không bằng một đúng.
chuyện này anh sai rành rành mà. Nhưng chỉ vì nữ sắc mà bị tống cổ khỏi hoàng gia, chán anh thiệt. Tôi nghe mà nhục giùm anh. Đâu có ai muốn làm người bình thường khi yêu. Lỗi của tôi là nàng đã có chồng thôi. Nhưng mà bây giờ anh vẫn muốn trở lại nhà Trần có đúng không? Tôi mà cần à. Nè, anh nói dối rất là dở. Trần Khánh giữ im lặng, trong khi Triệu Phục Hưng dán từng miếng cao lên các vết thương. Một tiếng chim ríu. Mà anh thì còn có cơ hội trở lại, chứ lão già này thì hết rồi. Hết? Ông nói hết là hết cái gì? Tôi cũng là một người thuộc hoàng tộc như anh, nhưng mà hoàng tộc của tôi chết hết rồi. Tôi biết lão là người Tống, cũng biết hoàng tộc và Tống họ Triệu, nhưng mà cả thiên hạ này đâu có thiếu người họ Triệu chứ. Không ai biết hết. Nếu như không đồng cảm với anh, chắc là tôi cũng sẽ không nói. Sau khi dán xong miếng cao cuối cùng, Triệu Phục Hưng gật gù. Coi bộ ổn rồi đó. Đợi một lát nữa cao dán đặt lại thì hắn mặc áo vô. Tôi biết rồi. À, lão Triệu nè, ông có thể kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra với hoàng gia của ông được không? Nhai môn hải chiến năm đó đã quét sạch gần như toàn bộ hoàng gia của chúng tôi, thay trôi đầy biển. Kinh khủng lắm. Các hạm thuyền bị xích chặt vào nhau, các mảng bùn dần rơi ra. Quân Tống đông tới 200.000 người, nhưng tất cả đều như cá nằm trên thớt. Bằng một nỗ lực tuyệt vọng, họ co cụm ngoài bờ biển Quảng Đông. Chấm sợ lắm. Tống Đế Bính gào khóc. Đại thần Lục Tú Phu chỗ dành. Làm sao bây giờ đây? Không sao đâu hoàng thượng à, chúng ta sẽ cản được chúng thôi. Triệu Phục Hưng bây giờ đứng ở thuyền kế cận. Những sợi dây xích nối các thuyền nhà Tống kêu lên rỗng rãng. Các đội thuyền Mông Nguyên của Trương Hoàng Phạm bắt đầu triển khai tấn công từ ba hướng. Khi Triệu Phục Hưng vừa dứt lời thì hàng loạt mũi tên bắn đến găm vào thuyền quân Tống. Chiếc xoáy hạm trong cùng chở Tống Đế Bính bị tên bắn hàng loạt, binh sĩ chết la liệt. Tống Đế Bính bị một mũi tên sượt qua má. Chậm công muốn chết. Tống Đế Bính sợ hãi khóc ré lên. Riêng Lục Tú Phu bị găm hẳn mấy nhát lên ngực. Ta không đủ sức. Hoàng thượng, chẳng đi. Hoàng thượng, chẳng đi. Đợi ta qua. Triệu Phục Hưng nhảy xuống biển, lần mò theo dây xích để đến được thuyền vua. Bất ngờ quân Nguyên áp sát thuyền vua, lao vào chém giết. Lục Tư Phu, đừng bỏ trạm. Hoàng thượng, không kịp rồi. Leo lên lưng thần ma hồng. Rồi Tô Phu quỳ xuống để Tống Đế Bính cưỡi lên.
Cậu bé khóc không thành tiếng, ngoái đầu lại nhìn các quan lại và cung nhân nhà Tống đang bị quân Nguyên thảm sát. Tô Phù giáng chút hơi tàn, đạp lên sàn tàu lao thẳng xuống biển trước ánh mắt kinh hoàng của Triệu Phục Hưng. Lục Tô Phù! Chuyện là như vậy đó. Ta phải giả làm xác chết, ôm lấy Mạnh Giang để nước biển đẩy trôi đi. Đến khi dạt vô bờ thì mới biết tin nhà Tống đã mất rồi. Mấy gã lấy buôn ở Quảng Đông vẫn thường mang thư qua đây cho tôi. Lão Triệu à, lão vẫn giữ liên lạc với bên đó à? Anh vẫn nghĩ Triệu Phục Hưng là tên thật của tôi hả? Dân đồn là một cái ổ gián điệp đủ mọi hạng người. Triệu Phục Hưng lắc ống tay áo, một vật sáng lóng lánh chùi lên lòng bàn tay. Một thẻ bài nhà Tống. Ông ngậm ngùi nhìn chiếc thẻ bài của một hoàng triều đã diệt vong. Tôi vẫn hy vọng mình sẽ có thể làm được một điều gì đó. Trần Khánh Dư rời khỏi nhà Triệu Phục Hưng. Anh ta trở lại thuyền, xốc xốc mấy bao than, rồi chuẩn bị chèo đi. Bỗng một vật thể lạ từ đâu bay tới, đánh cộp vào chiếc mũ của Khánh Dư. Ê, đại ca, mới tới dân đồn, sao mà lại chơi chút đi? Thôi, không có rảnh. Bây giờ ta phải quay trở lại Chi Linh. Trời đất ơi, thôi bữa nay nghỉ bán bữa đi. Đâu phải bữa nào cũng tới dân đồn đâu. Tôi đãi lão một bữa, nhậu cho nó đã rồi sáng mai về Chí Linh. Mắc cái gì mà vội mà vàng. Hồi mới bị đuổi ra khỏi hoàng tộc, Trần Khánh Dư phải thuê một chiếc ghe rồi chèo đi bán than khắp vùng Hải Đông. Có hôm đói cồn cào thì may mắn gặp được thằng nhỏ này nướng cá cho ăn. Từ đó trở đi hai người kết thành bạn vong niên. Tính cách Khánh Dư khá lề lội nên cũng không câu nệ giọng điệu sức sự của cái thằng nhóc giang hồ. Khánh Dư gọi nó là bói cá vì thân hình loát choát nhỏ nhắn của nó cứ thoang thoát lượn trên khắp các mặt sông biển tìm thủy sản mà bắt như loài chim này. Đặc biệt mặt nó rất tinh, có thể xa chục dặm ghi nhớ địa hình danh dách. Thằng nhỏ lại chơi với ngư dân quanh vùng dân đồn. Khánh Dư thỉnh thoảng mới đến đây nên nhiều khi cũng phải hỏi nó. Thằng nhỏ dẫn Khánh Dư đến nhà hàng nổi tiếng nhất dân đồn. Thương nhân nước ngoài ghé lại ăn uống rất đông. Nhà hàng xây 3 tầng xoay bóng xuống dòng sông Mang bên dưới. Có vẻ như thằng nhỏ hôm nay nhớ mẩm được một mẻ cá nên khá rủng rỉnh tiền bạc. Cả hai bước lên tầng cao nhất, chọn chỗ ngồi ngay lan can xuống hẳn dòng nước bên dưới. Em ơi! Dạ. Em ơi! Tới liền! Dạ, hai vị cần dùng gì? Em cho anh hai con cá nục nướng. Rồi, cá nục hai con. Rồi, chả mực. Chả mực. Xá sùng. Xá sùng. Tôm rảo. Tôm rảo nè. Sam biển. Sam biển nè. Mỗi thứ hai suất nha em. Trời, hai vị ăn vậy là hết hải sản đại việt rồi đó. Dạ. Cho anh thêm hai bầu rượu ba kích nữa. Loại ngon nghe. Dạ, rượu ba kích ở đây là ông muốn bà khen. Yên tâm, yên tâm.
Tới liền. Gọi nhiều như vậy ăn sao hết? Trời đất ơi, thoải mái đi anh trai ơi. Anh ăn không hết thì tôi ăn. Phải ăn nhiều thì mới cao to khỏe mạnh để xung vào quân thánh vực được chứ. Cái gì? Gia nhập quân thánh vực hả? Cái tướng người bước vô tới cổng thôi, người ta đá một cái văng ra khỏi cổng rồi. Thiên hạ người ta gọi là bói cá, tức là có lý do hết. Chỉ được cái lanh chanh là giỏi thôi. Người ta nhỏ mà người ta có tài. Giờ cả không? Tôi mà vào được thánh vực thì ông gọi tôi là đại bàng nha. Chơi không? Được rồi, ngươi mà vào được quân thánh vực, ta sẽ gọi ngươi là đại bàng. Được chưa? Thứ gì? Nhưng mà sao tự nhiên muốn vào quân thánh vực vậy? Sống ở bên ngoài tự do tự tại, phiêu bạc giang hồ như vậy không sướng hơn hay sao? Làm đàn ông thì phải có công danh sự nghiệp, để lại tên tuổi với núi sông. Chứ như tôi với ông suốt ngày đánh cá với bán than không thì ủ kiếp làm trai lắm ông ơi. À mà nè, tôi còn muốn được như tướng quân Phạm Vũ Lão đó. Ngồi đang đang sọt sọt, cái bị cái thương chọt một cái lọt vô mắt xanh Hưng Đạo Dương, rồi cái nổi tiếng luôn. Ráng đi, ráng làm cho ba mẹ người tự hào đi. Ông quên rồi hả? Thằng này mồ côi nha, không có cả họ tên luôn á. Có mỗi ông là tôi xem như người thân thôi đó. Ông nên biết trân trọng điều đó đi. Cái hồi ông đói há họng ra thì chỉ có thằng này là nướng cá cho ông ăn thôi á. Giờ đút đút đi tìm cũng không kiếm ra được thằng em nào ngon lành với tôi đâu. Hay quá, nướng cho ta mấy con cá mà cứ dắt hoài. Dạ, đồ ăn và rượu tới đây. Đây, xin mời hai vị. Tất cả đều là hải sản tươi sống, tươi rồi rối, dãy đành đạch. Đồ ăn được đưa lên, bối cá nuốt nước miếng ừng ngực. Dạ, xin mời hai vị. Nè, ăn đi, ăn đi đại ca. Nhìn vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên của thằng nhỏ, Khánh Dư cũng phì cười. Bỗng Khánh Dư nghiêm sắc mặt, đưa tay lên môi ra hiệu cho nó im lặng. Nè, thằng nhỏ đang gấp nửa chừng bị đứng hình. Vậy quân thánh vực có mặt ở đây hả? Chắc chắn không phải là điềm lành. Sao? Sao không biết? Tôi đâu có thấy ai đâu. Đâu đâu? Chỗ nào? Chỗ nào? Ôi da, người chưa vào được quân thánh vực thì người đã bị thánh vật rồi. Ở đó mà lèm bèm. Quay qua đây, đừng có nhìn lộ liễu như vậy. Ta để ý mu bàn tay và cánh tay đều có vết sẹo chai sạn. Tuy nhiên phải là người từng quen mắt với thánh vật mới nhìn ra. Chế độ luyện tập của quân chủng này rất khắc nghiệt, có những bài tập đánh liên tiếp vào phần tay nhưng không được buông rơi vũ khí. Quân thánh vật tới khi chết vẫn phải nắm chắc vũ khí của họ trong tay. Ủa vậy hả? Vậy họ tới đây có công cán gì hay sao mà phải cải trang để làm cái gì? Ta không biết, nhưng nếu quân thánh vực xuất hiện ở đâu, chắc chắn không phải là chuyện đùa. Nè, vậy đừng có nhiều chuyện nữa, ăn đi. Mắt sương bây giờ. Cha này, mày ăn mắm bằng muối không à? Bối cá giả dờ cúi xuống ăn, ánh mắt lấm lét nhìn qua kẽ nách, quan sát động tĩnh của hai người khách được cho là thánh vực. Bỗng người đó đứng bật dậy, một quang chiếu thẳng vào thằng nhỏ, làm nó sợ điến người. Người đó đẩy ghế, chậm rãi bước tới, tay lần vào lớp áo như muốn lấy hung khí ra. Da gà da vịt bối cá nổi lên ồ ạt. Giờ nó mới nhận ra thọ đế như mình chắc vừa ghi danh là bị thánh vực tổng binh đuổi cổ thiệt rồi. Người đó quả thực rút con dao đâm ra. Khánh Dư vẫn ngồi im không động đậy. Bất chợt người đó lao tới bằng một thân thủ phi phàm, bay thẳng về phía bối cá và Khánh Dư. Lưỡi dao cắm ngập lên bàn, gấp chặt một tờ giấy. Các người ngồi yên đó, tất cả không được động đậy. Chỉ cần nhúc nhích là để lại cái đầu ngay tại đây. Rồi anh ta quay sang nói với đồng bọn: Lục soát chúng, to gan dám vẽ bản đồ dân đồn mà.
Tên Diệt Giang và tên Hồi trao đổi bản đồ dân đồn cho nhau, đưa ánh mắt kinh hoàng nhìn Thánh Dực Hai bước tới. Thánh Dực Hai cùng rút đao tiến lại lần mò trong tay nải và áo khoác của hai thương nhân kia. Thực khách trong quán đều ngồi như hóa đá tại chỗ, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Đây nữa, bản đồ của Chí Linh, Giản Kiếp, Đại Bàng và Thằng Long. Bọn bay là gián điệu của Mộc Thác phải không? Quả thật con tin của Hưng Vũ Dương không sai. Bọn giặc hồ đã bắt đầu thăm dò rồi. Áp giải bọn này về Thằng Long tra khảo và báo với triều đình gấp. Bất chợt thương nhân một tung đoàn rất mạnh vào ngực, đẩy lùi Thánh Dực một ra sau. Thánh Dực hai lập tức khống chế thương nhân hai. Chạy hả? Người yêu. Tuy nhiên thương nhân một đã nhanh chân phóng dao đoạt mạng thương nhân hai, rồi phóng thẳng xuống dòng sông Mang bên dưới. Thân hình to lớn của hắn đánh xuống dòng nước xanh thẳm. Hắn cố gắng bơi về phía con thuyền đang neo ngoài kia. Đồ con chuột nhắt kia, không có cánh mà đòi chạy thoát khỏi quân Thánh Dực à? Thánh Dực một cởi áo ra để lộ hình xăm thù luồn chạy dài. Anh ta lấy roi dài quanh thắt lưng, rồi đạp mạnh chân vào lan can phi thẳng xuống. Anh ta chùi mình xuống làn nước lạnh như một mũi tên thanh thoát. Khánh Dư và Bối Cá đứng hẳn người lên nhìn xuống cảnh rượt đuổi ngoạn mục bên dưới. Gã thương nhân đang cố hết sức bơi xuôi về phía chiếc thuyền đang neo đằng kia, trong khi chàng Thánh Dực như một chú rái cá lướt như bay trên mặt sông. Chẳng mấy chốc, Thánh Dực đã cặp cổ khống chế kéo tên thương nhân vào bờ. Lập tức rất nhiều người khác đổ xô lại ghi hắn xuống trói chặt rồi giải đi. Trời ơi, hay quá đại ca ơi, bắt gọn hư như em bắt cá vậy. Sắp có chuyện lớn rồi đây. Sao ông nhìn vậy mà ông biết sắp có chuyện lớn? Khánh Dư không nói gì, vội vã kéo nón xuống đi nhanh ra khỏi tù quán. Ê, đi đâu vậy? Vừa ăn uống gì hết mà. Khánh Dư dường như không nghe, chỉ chăm chăm với mục đích của mình. Quân Thánh Dực đang áp tải tên gián điệp lên thuyền. Trên đầu hắn bọc một bao tải đục lỗ để thở. Khánh Dư cũng lên thuyền chở than, giả vờ chèo ngang qua, lắng tai nghe ngóng. Máu lại sắp đổ rồi. Họ vội vã chèo đi hướng về phía kinh thành. Khánh Dư cũng lặng lẽ bám theo, để lại Bối Cá đứng trên bờ nhìn ngẩn ngơ.